Mới 4-5 giờ sáng, nhiều cửa hàng bán vàng đã chật kín người. Nhất là ở hai trung tâm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, người dân xếp hàng để chờ được mua vàng. Đông đúc đến nỗi phải bắt số thứ tự mới có vé sở hữu vàng trong ngày mùng 10 tháng Giêng. Cảnh tượng này mấy năm nay trở nên quen thuộc, bởi nhiều người cho rằng ngày vía thần tài, ai mua vàng sẽ được tài lộc cả năm. Khoan nói đến chuyện tín ngưỡng mua vàng ngày thần tài có đúng không, mà chỉ thế rằng hội chứng đám đông này đã làm thị trường vàng nhảy múa lung tung, khó đoán định. Nhìn ra thế giới một chút, trước Tết Nguyên Đán giá vàng khá trầm lắng. Nhưng sau quyết định của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump kịp thời của những ngôi sao rất được chờ đợi Mexico và cấm nhập cảnh tạm thời đối với tất cả người tị nạn cùng công dân 7 nước Trung Đông và Bắc Phi đã tạo nên sự bất ổn chính trị lớn và tạo động lực cho giá vàng đi lên. Dịnh vào đây như té nước theo mưa, giá vàng trong nước lộn xộn sát ngày mà người dân cho là rất hên. Nắm được tâm lý số đông sẽ đổ xô mua vàng trong ngày vía thần tài, nên vào ngày mùng 6 Tết, vàng SCC đã tăng rục rịch 200.000 đồng một lượng. Ngày kế tiếp, giá vàng tăng mạnh hơn 600.000 đồng một lượng. Hôm thứ Bảy, mỗi lượng đắt thêm 300.000 đồng. Có nghĩa là chỉ sau 3 ngày, giá vàng tăng đột biến 1.100.000 đồng một lượng. Đến ngày vía thần tài, các doanh nghiệp kinh doanh vàng rất khéo léo khi chỉ tăng nhẹ 50.000 đồng một lượng sau khi đã tung hoành thỏa sức các ngày trước. 37.300.000 đồng một lượng vàng đã kích thích được sức mua, có thể nói là dữ dội trong ngày mùng 10. Bán vàng đắt như bán tôm tươi. Đắt đến nỗi chỉ mới 9 giờ sáng, dù đã dự trữ vàng với số lượng kết xù, nhưng nhiều đơn vị phải treo bảng hết vàng miếng in hình con gà, chuyển sang bán vàng món. Các cửa hàng chi nhánh trong Bảo Tín, Minh Châu phải sang vàng cho nhau để phục vụ khách. Thị trường vàng sôi động như vậy chứng tỏ rất nhiều người đã tin là ngày thần tài, mua vàng sẽ rủng rỉnh tiền. Tuy nhiên, giáo sư Hoàng Chương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam cho biết, ngày vía thần tài không phải là ngày truyền thống của người Việt Nam. Đây là ngày được một số người dân tự đặt ra mang tính chất vụ lợi. Tâm linh không phải là vì tiền, mà tâm linh mang ý nghĩa nhân dân, văn hóa. Đúng vậy, ngày thần tài 3 giờ trời theo tích xưa đã bị thương mại quá. Nhìn vào doanh thu của các đơn vị kinh doanh vàng trong nhiều năm nay sẽ rõ. Chỉ vào ngày mùng 10 tháng Giêng, tập đoàn Doji bán được 220.000 sản phẩm vàng. Toàn hệ thống công ty Phú Nhuận BNG doanh thu đạt 200 tỷ đồng. Tất cả doanh thu của các đơn vị kinh doanh vàng đều tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thần tài năm ngoái. Trong khi người bán vàng hốt bạc thì người mua vàng tức lộn ruột, bởi cũng chính ngày thần tài, đầu giờ chiều giá vàng đột nhiên đảo chiều giảm mạnh. Ngủ sau một đêm, những ai đã trót lỡ mua vàng lỗ cả triệu đồng một cây vàng. Vậy mới thấy, sau hội chứng đám đông, vàng sẽ trở về đúng giá trị của thời cuộc. Chỉ có người dân là nạn nhân. Một tín ngưỡng đã bị hiểu sai, hiểu lệch, bị thương mại quá thì thật là tai hại. Truyền thông thiếu định hướng cũng đã vô tình khiến cho tâm lý mê tín thần tài càng nặng thêm. Trong xã hội nào cũng vậy, muốn giỏi thì phải học, muốn giàu thì phải làm. Tiền không tự nhiên mà có, nó càng không thể đến từ sự mê tín dị đoan một cách mù quáng như vậy. Về tâm linh tín ngưỡng, nó rất đẹp và có ý nghĩa. Nhưng nhiều người đã làm cho tín ngưỡng này trở nên thái quá, vô tình làm mất đi nét đẹp ngày xuân và niềm tin của con người về tín ngưỡng.